Đây chính là Kodomo Mirai Kan, một trong những địa điểm lớn nhất dành cho trẻ em. Xin chào, mình là Tashi. Mình đang đi chơi. Mình giới thiệu cho các bạn một địa điểm rất là vui và rất là đã luôn. Đây chính là địa điểm ở phía trước Kodomo Mirai Kan. Ở đây là một cái công viên rất là rộng, rất là thoáng rộng. Chỗ này là một cái trong những địa điểm mà nổi tiếng ở Kyoto. Để sử dụng Kodomo Mirai Kan thì mọi người phải đặt lịch trên website. Ngày sẽ chia làm 3 khung giờ. Giờ thứ nhất là từ 9 giờ 11 giờ, thứ hai là từ 12 giờ đến 2 giờ chiều và thứ ba đó chính là từ 15 giờ đến 16 giờ 30. Đây là cái chỗ hướng dẫn, nếu mà mọi người không hiểu thì có thể hỏi ở đây. Lối vào khu vực là bên này. Còn đây là cái khu vực mà ăn uống. Mọi người thì không được ăn ở trong cái khu vực bên trong, bởi vì chỉ đây là khu để chơi thôi. Ăn uống thì mọi người ra ngoài này. Con leo lên mà đừng có vịnh, leo chính giữa, đừng có vịnh. Con đừng có vịnh cái thành, leo lên chính giữa. Lên. Hay ôi xì That was a pretty happy.
hai. Ok. ここまで来たらじゃあ、ここまで。